Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Võ Tắc Thiên là chính trị gia mạnh mẽ, giúp cho nhà Đường đi đến thống nhất, thịnh vượng, khai nguyên thịnh đế. Ngược với quan điểm của một số nhà sử học khác, còn so sánh giữa công và tội cho rằng Võ Tắc Thiên vừa khôn ngoan vừa ngu xuẩn, thành tích trị vì thiên hạ trong 21 năm không có gì đáng kể. Ngoài việc giết người không gườm tay và loạn dâm không trừ một ai, dù sao đi nữa, Võ Tắc Thiên cũng xứng đáng là người đàn bà độc nhất cổ kim, và việc bà di chiếu không lập văn tự trên bia mộ cũng là nguyên nhân khiến hậu thế tranh luận chưa ngã ngũ. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Từ đó trở đi, Cao Tông có những lúc buồn phiền khôn nguôi. Ông bắt đầu nhớ tới kẻ yêu kiều tha thướt, sẵn sàng chiều chuộng hoàng đế của Tiêu Thục Phi, cho tới vẻ nghiêm trang đoan chính của người vợ hiền lương họ Vương. Họ có tội gì ngoài đã là vợ của ông? Ông cũng giống như những người dân bình thường khác, có quyền năm thê bảy thiếp, có quyền thay đổi vợ chính thức, nhưng đâu thể nào mỗi lần thay đổi là vùi dập người cũ tàn tệ như vậy được. Và chăng Vương Hoàng hậu do Tiên Đế tác thành, dù có tội đi nữa cũng không nên vùi dập quá đáng. Cao Tông bắt đầu có cảm giác hối hận. Ông muốn làm điều gì đó giúp cho Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi thoát khỏi cảnh giam cầm nơi lãnh cung. Dù họ phải bị phế truất làm dân thường, về quê sinh sống, chân lấm tay bùn, cũng đủ làm cho ông yên lòng. Những suy nghĩ ấy Cao Tông giấu kỹ trong lòng, bởi nếu Võ Tắc Thiên nhìn thấy được, sẽ chặn đứng nó ngay từ khi còn trứng nước. Võ Tắc Thiên hàng ngày vẫn kè kè bên cạnh Cao Tông như bóng với hình, nên nếu muốn ông cũng không thể có thời gian giúp đỡ cho hai người đàn bà tội nghiệp ấy. Nhiều lúc Cao Tông cũng muốn hạ lệnh phóng thích hoặc chu cấp cho họ đầy đủ hơn, nhưng nỗi sợ hãi Võ Tắc Thiên khiến ông chùn tay. May sao một hôm Võ Hậu phải rời cung đi thăm thân thuộc ở địa phương khá xa. Thói quen của Cao Tông từ khi còn là thái tử, hầu như bao giờ cũng có bóng đàn bà ở bên cạnh. Ông vua yếu đuối và hoang dâm này không thể sống một ngày mà thiếu đàn bà. Thói quen ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy, nên khi Võ Tắc Thiên đi vắng, Cao Tông cảm thấy bơ vơ và nhớ tới những ngày chung sống đầy hoan lạc với Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi. Ông quyết định xuống lãnh cung để thăm xem tình trạng của họ hiện giờ ra sao, và cũng là để bày tỏ tâm tình hối hận của mình. Cao Tông gọi bọn cung nữ lại truyền bảo: "Trẫm muốn được yên tĩnh dạo chơi quanh vườn. Các người lùi ra hết đi. Bất cứ ai xin vào yết kiến đều lấy lý do trẫm đang mệt mà từ chối." Bọn cung nữ dạ vang rồi lục tục tản đi mỗi người mỗi nơi. Cao Tông tỏ ý hài lòng. Ông đâu biết rằng vẫn còn hai cung nữ thân tín nhất của Võ Hoàng hậu, chỉ giả vờ bỏ đi len lén trở lại dõi theo từng bước. Nhất cử nhất động của Cao Tông đều không qua đôi mắt của bọn chúng. Cao Tông thấy chỉ còn một mình, liền lững thững đi dọc theo các khóm hoa mẫu đơn, rồi xuống thẳng mấy gian nhà nhỏ ở cuối vườn gọi là biệt viện. Nơi đây được gọi là lãnh cung, thật sự là một nhà tù xa lánh hẳn với sinh hoạt của hoàng cung. Hàng ngày không có ai dám lai vãng đến, chỉ trừ bọn thái giám đưa vật thực hay cơm nước. Càng đến gần lãnh cung, Cao Tông càng hồi hộp. Ông có cảm tưởng như chính mình là người đồng phạm với hai hậu phi vô tội đang tìm cách giải thoát cho họ. Cao Tông nhìn quanh một vòng, khi thấy đã chắc chắn không bị ai nhòm ngó, mới nhẹ nhẹ bước tới gần cánh cửa gỗ to và dày, màu sắc đen sì vì không được lau chùi chăm sóc. Nhìn thấy cánh cửa đã bị khóa chặt bằng chiếc khóa to, Cao Tông hơi thất vọng. May thay ông nhìn thấy cái khe hở ngang lưng chừng vách, đó là nơi đưa cơm nước vào. Cao Tông bước tới, nhẹ nhẹ đẩy tấm ván nhỏ che ngang để nhìn vào. Phía trong hết sức tối tăm, không một ánh đèn, ánh nến nào. Cao Tông đành phải gọi nho nhỏ: "Ái hậu, ái phi, trẫm đến đây thăm các khanh.
xem có được chu cấp đầy đủ hay không. Cao Tông gọi luôn mấy lần, phía trong vẫn yên tĩnh, không có lời đáp lại. Ông đành to tiếng hơn một chút, hết sức lo lắng bởi vì âm thanh có thể vang xa, người khác có thể nghe được. Tiếc rằng lần này cũng vô vọng, không có tiếng trả lời. Trong lòng Cao Tông đã dấy lên ý nghĩ, hay là họ đã bị giết chết rồi. Cái tiếng đưa vào lãnh cung chỉ là để lừa dối ông mà thôi. Cao Tông càng nghĩ càng thẫn thờ, lòng đau như xé. Đã toàn gạt nước mắt quay về, thì chợt từ phía trong có tiếng nho nhỏ vọng ra. Bệ hạ về đi, chúng thần thiếp đâu còn là vương phi nữa mà bệ hạ truyền gọi. Giọng nói tuy khàn đục, nhưng vẫn còn giữ được âm thanh như chim oanh hót ngày xưa. Cao Tông nhận ra ngay đó là tiếng của Tiêu Thục Phi, xúc động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, vương ái khanh đâu, chẳng bao giờ cũng coi hai khanh như ngày trước, bao nhiêu tình cảm gắn bó ái ân, lẽ nào chẳng phút chốc mà quên được hay sao? Lần này âm thanh đáp lại dịu dàng hơn, nhưng chất chứa đầy thê lương, đó là của vương hoàng hậu. Thiếp biết, bệ hạ vốn là người đa tình, thế nhưng chúng thần thiếp không thể ngờ được. Bệ hạ chỉ vì tham lam một bóng sắc mỹ nhân, mà nỡ thõng tay để chúng thần phải chịu khổ ải, còn hơn là tù nhân đại tội nữa. Bệ hạ còn đến mà làm chi? Phải chăng đến để xem chúng thần đã chết hay chưa? Cao Tông nghe vậy thoáng sừng sốt, bởi vì vẫn tưởng ít ra họ cũng được đối đãi tử tế. Ông không muốn kéo dài thời gian, hỏi nhanh. Chuyện phân giải để sau. Trẫm chỉ muốn biết hai khanh có khỏe mạnh và đầy đủ hay không mà thôi. Chẳng lẽ hai khanh đói khổ lắm hay sao? Trả lời Cao Tông là hai tiếng nấc rưng rức, bởi Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi đã hiểu ra rằng nhà vua hoàn toàn bị Võ Hoàng Hậu lừa dối. Ông vẫn tưởng phế truất là xong, đâu ngờ sự trả thù của Võ Hoàng Hậu lại thâm độc đến thế. Cao Tông còn không thể ngờ đến là sau này lòng độc ác của người mình yêu thương còn ghê gớm hơn gấp trăm lần. Không ác nhân nào trên đời lại có thể nhẫn tâm ra tay tàn bạo đến như vậy. Cao Tông thoáng rùng mình với ý nghĩ mình đang chung sống với một con rắn độc, thậm chí là một con báo gấm với bộ lông mượt mà quyến rũ. Hai cái răng nanh nhọn hoắt của nó được che giấu kỹ càng, bây giờ bắt đầu lộ ra với tiếng gầm dữ dội. Trong lòng dậy xé nỗi đau, Cao Tông phải ngây người một lúc mới định tĩnh lại được. Thấy không ai trả lời, Cao Tông ấp úng nói, được rồi, tạm thời chậm mà sẽ lưu ý việc này. Hai khanh cứ yên tâm, ít nhất chậm cũng can thiệp để cho hai khanh đầy đủ hơn. Lời nói gần như khẳng định tự mình không thể làm gì được hơn nữa, khiến Tiêu Thục Phi khóc lớn van nài. Thiếp biết bệ hạ không thể tự quyền, nhưng bệ hạ vì tình nghĩa xưa kia mà cố gắng tìm cách nào cho chúng thần thiếp ra khỏi nơi địa ngục này. Dù phải đói khổ hay vất vả nơi biên địa, vẫn còn hơn là sống ở gần bệ hạ mà chẳng bao giờ được thấy long nhan. Cao Tông hết sức xúc động, từng lời nói như từng nhát dao nhọn đâm vào tim. Ông chợt nhớ tới những giây phút ngày xưa biết bao đằm thắm, ân ái nghĩa tình, bồi hồi hứa hẹn. Chậm thật chưa biết phải làm sao, nhưng hai khanh đừng quá lo lắng. Thế nào chậm cũng tìm được phương cách cứu hai khanh ra khỏi lãnh cung. Dù có phải hạ mình năn nỉ Võ Hậu, chậm cũng không từ nan. Nghe vậy, Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi hết sức mừng rỡ. Lúc đó mới chịu bước ra khỏi chỗ tối để cho Cao Tông nhìn mặt. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn rồi Cao Tông càng thêm đau lòng, bởi dung nhan mỹ miều của hai mỹ nhân nay còn đâu nữa. Họ tiều tụy vì đói khát, vì sự tra tấn về mặt tinh thần, vì lo lắng cho mạng sống mong manh như sợi tóc.
nên chưa tới nửa năm đã già hẳn đi. Mái tóc của Vương Hoàng hậu ngày nào mượt như tơ, nay đã xuống màu lấm tấm điểm chút hoa bạc. Cả hai quỳ xuống làm lễ bái tạ Cao Tông trước, khiến ông nặng trĩu nỗi lo âu. Vì sự xúc động, Cao Tông buột miệng nói ra lời hứa hẹn. Thật sự hoàn toàn chẳng biết làm thế nào giữ trọn lời hứa đó. Thậm chí ông chắc chắn sẽ không dám nói với Võ Tắc Thiên một lời nào về tình cảnh của họ. Nói ra tức là thú nhận, mình còn quan tâm đến, còn lén lút thăm viếng, có khác gì đổ dầu vào lửa. Thế nhưng tình cảm xui khiến, Cao Tông vẫn lặp lại lời hứa lần nữa, với hy vọng sẽ nhờ đến các đại thần, trong đó có cả Nguyên Lão Đại Thần Trưởng Tôn Vô Kỵ giúp sức một tay. Ông mong rằng họ có đủ khôn khéo đưa ra lời can gián với Võ Hoàng hậu, giúp cho hai người thân yêu trước kia của mình có hoàn cảnh dễ thở hơn. Cao Tông không dám nghĩ đến việc phóng thích hai người, chỉ cầu mong sao họ sống đầy đủ và yên ổn hết cuộc đời ở nơi lãnh cung. Thế là mãn nguyện lắm rồi. Cao Tông còn muốn nán lại chút nữa, nhưng lòng hết sức hồi hộp, bị phát hiện nên vội nói lời từ biệt rồi nhanh chân đi luôn. Khi ra khỏi phạm vi lãnh cung, Cao Tông mới chậm bước, thở phào, trút bỏ mọi nỗi lo lắng. Thế nhưng lo lắng không còn thì tâm tư lại nặng nề với biết bao nhiêu toan tính. Làm thế nào đây? Mãi suy nghĩ, Cao Tông không hề nhìn thấy bóng hai cung nữ lén lút rời khỏi vườn Thượng Uyển. Võ Tắc Thiên dùng thủ đoạn ủy mị quyến rũ Cao Tông vào con đường loạn luân, quên hết mọi đạo đức nên mới dám đưa mình về hoàng cung. Vì vậy, nàng thừa biết nếu có ai tài nghệ cao cường như nàng, thì Cao Tông sẵn sàng chạy theo, bất chấp cả vương pháp lẫn đạo lý luân thường. Do vậy, Võ Tắc Thiên phải tự bảo vệ mình, bố trí một hệ thống tai mắt hết sức tinh vi và dày đặc. Họ có nhiệm vụ do thám tất cả những gì xảy ra trong phạm vi hậu cung, từ những lời nói hay hành vi lén lút của bọn thái giám cung nữ cho đến hành vi của đấng thiên tử. Chuyện nhỏ nhặt nhất cũng phải báo cáo cho bà ta biết. Càng nhiều báo cáo, thậm chí báo cáo vu vơ không căn cứ, báo cáo láo cũng vẫn được chấp nhận và ban thưởng. Do vậy, không việc gì trong hậu cung mà bọn cung nữ không mau chóng báo lên để mong được Võ Tắc Thiên khen ngợi và ban thưởng. Ngay khi về tới hoàng cung, Võ Tắc Thiên đã được mật báo đầy đủ sự việc xảy ra sáng nay. Bà không nổi cơn lôi đình lập tức, nhưng đôi mắt lại lóe lên mấy tia xanh biếc. Bà muốn để cho Cao Tông tự nói ra, ít nhất ông ta cũng phải có chút can đảm mới là người biết trọng tình nghĩa. Thế nhưng mãi đến giờ ngự thiện buổi tối, thấy Cao Tông cứ cắm cúi ngồi ăn, không nói lời nào, nên Võ Tắc Thiên đành phải hỏi trước. Thần thiếp nghe nói là buổi sáng nay bệ hạ dạo chơi trong vườn, có lẽ nhờ thuốc tốt nên sức khỏe phục hồi, tâm thần sảng khoái đôi chút rồi chăng? Cao Tông giật bắn người lên, làm rơi cả đôi đũa ngà đang cầm trên tay, ấp úng đáp: Phải, hôm nay trẫm thấy trong người khỏe mạnh hơn những ngày trước. Võ Tắc Thiên cười gằn, hỏi có vẻ châm biếm: Phải chăng bệ hạ vui vẻ vì hoa nở nhiều trong vườn Thượng Uyển, hay là đã được gặp mặt người tình cũ? Bệ hạ vẫn còn thương hoa tiếc ngọc lắm phải không? Lần này Cao Tông chết điếng trong lòng, không thể ngờ mình đã cẩn thận như vậy mà Võ Tắc Thiên cũng biết được. Tốt nhất là cứ chối phát. Cao Tông giả vờ ngơ ngác: Ái khanh nói gì vậy? Người tình cũ của trẫm là ai? Trong lòng trẫm hiện giờ chỉ có mỗi ái khanh. Có ái khanh là có tất cả rồi. Võ Tắc Thiên cười nhạt nói thẳng: Chắc bệ hạ thấy họ Vương, họ Tiêu khổ sở thì đau lòng lắm phải không? Đã lỡ phóng lao, Cao Tông đành phải theo lao, lắc đầu quầy quậy: Ái khanh nói gì à? Chậm không hiểu. Sao lại nhắc đến họ Vương, họ Tiêu trong khi chúng ta đang vui vẻ như thế này?
Một lần nữa, đôi mắt mèo của Võ Tắc Thiên lại lóe lên ánh chớp xanh biếc. Ánh mắt ghê sợ này tắt rất mau, chứng tỏ bà ta đã cố kiềm chế. Thế nhưng nỗi tức giận vẫn lộ ra ngoài bằng những tiếng hừ hừ nho nhỏ trong cổ họng trước khi Võ Tắc Thiên thốt ra lời nói. Thần thiếp nghe rằng bệ hạ du ngoạn xem hoa cho đến tận cuối vườn, nấn ná ở đó khá lâu đấy. Chẳng lẽ không thăng viếng người ngọc thủa trước hay sao? Chắc chắn Tiền Tị họ Tiêu đã nói gì với bệ hạ rồi chăng? Võ Tắc Thiên là người rất sắc bén, thừa biết tính tình ôn nhu chịu đựng của Vương Hoàng Hậu, sẽ không nói lời trách móc giận dữ. Chỉ riêng Tiêu Thục Phi thể nào cũng không chịu đựng được, phải là người mở lời oán trách nên mới hỏi như vậy. Bị đi quốc trong bụng, Cao Tông tái cả mặt nhưng vẫn cố chối. Quả chậm có đến cuối vườn nhưng không hề thăm hay viếng ai cả. Cao Tông vuốt đuôi Võ Tắc Thiên. Chậm biết Ái Khanh đã thủ xếp cho họ tử tế, lại chưa nói qua với Ái Khanh một lời thì đâu dám tự tiện như vậy. Lời nịnh nọt của Cao Tông hoàn toàn không có tác dụng. Nỗi tức giận dâng tràn trong lòng Võ Tắc Thiên. Thế nhưng Hoàng đế không bao giờ nói chơi, nên nếu gạn hỏi nữa, tất Cao Tông sẽ không bao giờ chịu thú nhận sự thật. Võ Tắc Thiên nói gằn từng tiếng. Nếu vậy thì hay lắm, bệ hạ ăn thêm nữa đi cho khỏe. Cao Tông còn lòng dạ nào mà ăn uống. Từ khi đánh rơi đôi đũa, ông đã cảm thấy no ứ trong bụng bởi biết bao lo lắng. Không biết số phận của Vương Hoàng Hậu Tiêu Thục Phi và cả mình nữa sẽ đi tới đâu. Bữa ngự thiện chấm dứt nửa chừng. Đêm ấy Cao Tông lấy cớ trong người mệt mỏi không đến Đông Cung cùng chung chăn gối với Võ Tắc Thiên. Bà ta không để ý đến việc lạnh nhạt này vì còn bận tâm suy nghĩ đến cách trừng phạt hai kẻ khốn khổ kia sao cho đích đáng. Đối với bà, những hình phạt hầu như đã nằm sẵn trong đầu nên chẳng phải quyết định lâu. Ngày sáng hôm sau, Võ Tắc Thiên đã cho gọi toán thị vệ đến truyền bảo. Các người đến lãnh cung, điệu hai con đàn bà nhơ uế kia ra, đánh cho mỗi đứa 100 roi cho bản nương. Tên thị vệ đứng đầu giật mình, ấp úng nói. Nếu đánh như vậy thì nô tài e rằng khó mà thoát chết ạ. Hắn không dám nhắc đến tên hai nạn nhân. Không biết Võ Tắc Thiên có vì lời nói ấy mà động tâm hay là bà ta còn muốn có dịp hành hạ cho bõ tức nên gật gù đáp. Hay lắm, thay vì roi các người đánh 100 bảng. Nói cho bọn chúng biết đây là ân đức của bản cung. Hãy cầu nguyện cho bản cung sống lâu trăm tuổi thì mới giữ được cái mạng nhỏ nhoi ấy. Tên trưởng thị vệ cả mừng. Không phải hắn ta muốn bênh vực Vương Hoàng Hậu hay Tiêu Thục Phi. Hắn là người lo xa, nếu như Võ Hoàng Hậu bất nhân này không còn ngồi vững trên ghế, hắn là người thi hành chắc chắn cũng bị vạ lây nếu hai người đó chết. Đánh 100 roi đòn thì đến kẻ mạnh bạo nhất cũng khó chịu đựng nổi. Đánh bằng bảng chỉ nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng nếu thay bằng cái bảng gỗ mỏng một chút thì chắc chắn họ chỉ bị đau đớn chứ không thể chết được. Tên trưởng thị vệ vội vàng lui ra gọi một toán khác theo giúp sức. Bọn chúng hùng hổ xông vào lôi Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi ra ngoài hành lang, đè chặt xuống, rồi hai tên đứng hai bên bắt đầu ra tay. Vương Hoàng Hậu thừa biết việc thăm viếng của Cao Tông đã bại lộ, nên cắn răng bậm môi đến bật cả máu, không chống cự chút nào. Chỉ rên la nho nhỏ, riêng Tiêu Thục Phi la lớn. Tại sao các ngươi đem chúng ta ra đây? Ai ra lệnh này? Nếu chúng ta có tội thì cũng phải có đình úy tuyên bố rồi mới thi hành. Chẳng lẽ vương pháp triều đại đường vứt bỏ hết rồi sao? Mặc cho Tiêu Thục Phi giãy giụa la hét, bọn thị vệ cứ tiến hành đánh đòn. Chẳng bao lâu tiếng la hét của Tiêu Thục Phi nhỏ dần, thay vào đó là tiếng nức uất nghẹn hòa cùng âm thanh rên xiết và đau đớn của Vương Hoàng Hậu. Hai âm thanh ấy lại càng thê thảm khi có cả tiếng mèo kêu rền rĩ giống như tiếc thương cho họ vậy.
Nguyên con mèo kia là của Võ Tắc Thiên nuôi từ lúc mới từ chùa cảm nghiệp vào hoàng cung. Bà rất thích nuôi mèo vì tiếng kêu gào của chúng khi động đực vô cùng ghê rợn, như tiếng ma kêu quỷ hú trong đêm vắng lặng, nhưng lại có tác dụng khiến tâm thần của bà khoan khoái. Bà cũng rất ưng ý lũ mèo vì đôi mắt của chúng thường lim dim giống như ngủ, nhưng bất cứ lúc nào nghe động tĩnh lập tức đôi tai vểnh lên, đôi mắt phát ra những ánh xanh biếc chẳng khác gì của bà. Có thể nói thân thể của Võ Tắc Thiên là loài người, nhưng tính tình của bà chẳng khác nào loài mèo là mấy. Không biết tại sao con mèo yêu quý nhất của Võ Tắc Thiên lại không thích ở Phúc Tuy Cung. Hàng ngày hay lân la đến Tây Cung nằm gọn trong lòng Tiêu Thục Phi chờ được cho ăn. Có lẽ loài mèo đã đánh hơi thấy đồng loại nguy hiểm hơn chúng hay chăng mà đã tìm cách tránh xa. Vì đang trong thời gian âm thầm kế hoạch lớn, Võ Tắc Thiên không có động thái phản ứng với việc này, cho là nhỏ mọn. Tiếc rằng đến khi Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi bị giam vào lãnh cung, con mèo đó lại đi theo, thức ăn có thiếu thốn thì nó trổ tài bắt chuột bù đắp sinh lực. Bây giờ Võ Tắc Thiên đã có đủ quyền lực và rảnh rỗi để xử tội con mèo phản bội đó. Nhưng chẳng lẽ bà lại sai cung nữ xông vào lãnh cung tìm bắt giết nó đi? Nhờ vậy mà hôm đánh đòn trừng phạt Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi, con mèo vẫn còn sống nhơn nhờn. Không biết nó có tình cảm như con người không mà cất tiếng rền rĩ theo những âm thanh thảm khốc của hai chủ nhân, làm cho hiện trường càng ảm đạm ghê người. Sự việc sẽ không có gì đặc biệt xảy ra nếu như Võ Tắc Thiên không động lòng độc ác, muốn chứng kiến cảnh tượng họ bị đánh đến da thịt nát nhừ, rên la, khô cả cổ, cảm nhận được cái chết đến từ từ. Bà hy vọng họ đau đớn quá sẽ cất tiếng van lạy. Bà sẽ để cho họ vừa van lạy vừa rên la, cho đến hết hơi kiệt sức mới mở lòng từ bi, tha cho họ sống tiếp chuỗi ngày khốn khổ còn lại. Rồi hai người quyền quý một thời kia sẽ cố gắng đứng lên cúi đầu bái tạ bà đã ban cho đại ân. Nếu làm phúc ban cho họ được sống, chắc chắn Hoàng Thiên sẽ phù hộ cho bà. Võ Tắc Thiên sung sướng với ảo tưởng ấy nên mới đích thân đến dự khán việc đánh đòn hai tình địch. Vì vậy ngay từ khi bọn thị vệ tuân lệnh ra đi, Võ Tắc Thiên cũng chuyển cung nữ hộ giá đến lãnh cung để tận mắt chứng kiến sự đau đớn của tình địch và sẽ có cơ hội thi ân bố đức cho họ. Bọn thị vệ tuy là kẻ thừa hành nhưng ít nhiều vẫn là con người. Nhìn thấy cảnh hai nữ nhân trước kia mâm vàng nệm gấm, bây giờ tiểu tụy xác xơ nằm dài dưới đất lãnh nhận roi đòn, chúng cũng ít nhiều xúc động nên ra tay không mạnh lắm. Vừa thấy bóng dáng Võ Tắc Thiên cùng bọn cung nữ đi đến, bọn thị vệ mới hoảng sợ, lấy hết sức đánh bảng nào bảng nấy ra trò. Vương Hoàng hậu vốn yếu nhược nên đã cất đi, không còn biết gì nữa. Riêng Tiêu Thục Phi càng kêu gào lớn khi thấy kẻ tình địch xuất hiện. Khi thấy Võ Tắc Thiên đứng cho các cung nữ hầu quạt gật gù nhìn với vẻ mặt hài lòng, Tiêu Thục Phi quên cả đau đớn gào thật lớn. Con tiện tỳ kia, rồi sẽ có ngày ngươi chết không có đất mà chôn. Cả dòng họ Võ của ngươi cũng tuyệt tử tuyệt tôn. Tên họ Võ nào còn sống đều ăn mày ăn xin bằng hết. Câu nhục mạ thật cay độc. Thế nhưng Võ Tắc Thiên không hề tỏ ra giận dữ,